các bạn, mình đã đến nơi rồi nha. Đây là cô ba xóm nha, xóm Mai các bạn nha, cô ba xóm tên là xóm Mai đó, chữ xóm là xóm Mai nha các bạn. Đây cô ba đang ép chuối nè, đang ép chuối để mà chiên đó. Cô bán ở trong cái hẻm 86 đường Thích Văn Đức nha các bạn. Đây từ đầu đường, từ đầu hẻm Thích Văn Đức bên đó, ở ngoài đó các bạn đó, hẻm Thích Văn Đức chúng ta đi vô khoảng 30m thôi là tới rồi. Đây đó, lại đây thấy có một cái sân nè đó, cô bán đây. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Từ 1 giờ đến giờ. Dạ bán từ 1 giờ đến chiều tối luôn phải không cô? Đây mình sẽ đứng ở đây mình quay cảnh cô chiên chuối các bạn xem nha. Ở đây cô có bán cái gì gì để coi thôi. Đây chuối mà, chuối nè, chuối sim nè. Chuối sim này để lát nữa là chuối sim này đâu có chiên đâu phải không cô? Chuối sống có chiên phải không cô? Cái chuối này là chiên. Dạ. À đúng đúng rồi, chiên chuối chín. Chín mà kiểu giống như là nó chưa có mùi nhiều của cô phải không? Nó còn cứng cứng tí thì chiên ngon. À vậy hả cô? Dạ. Tại đó giờ cũng tưởng đâu là kiểu như nó còn cứng cứng xíu thì chiên. Dạ. Mỗi người ta có mỗi cái ý khác. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Dạ, ba là chiên chuối chín mùi luôn. Dạ. Nó không có hao dầu. À đúng rồi đó, là con nhớ là người ta thường ở dưới quê con cũng vậy, chiên mấy chuối gì nè. Bởi con nói ủa người ta thường hay chuối sống sống mà mùi mùi gần mùi mùi á. Đó. Đó gọi là dốt dốt hay gì đó. Nó còn xanh xanh như là người ta chiên nè. Chuối chín mùi. Dạ con ba là mà chiên chuối chín mùi luôn. Đó các bạn. Đây chuối. Đó bà là bà chiên bằng chuối chín mùi luôn các bạn. Rồi đã quay hô bà có bán chuối luộc nữa nè. Đó, chuối luộc. Cái củ này là củ dưa gì cô? Củ đó là củ môn. Môn, khoai môn phải không cô? Khoai môn á. Dạ. Hay nấu chè. Dạ anh biết rồi, cái này mà ai không biết ăn là bị ngứa miệng. Dạ đâu. Dạ. Anh nấu không phải chạy ngứa miệng đâu. Dạ bà có bí quyết riêng nữa phải không? Là bà nấu là không có bị ngứa miệng phải không? Ừ. Còn các bạn hay thấy hay không? Mà ở đây là biết cách để luộc, biết nấu, cách để nấu đó là coi như ăn là không sợ bị ngứa miệng nha. Đó. Tại vì mình biết là một người, số người không biết ăn là bị ngứa miệng á. Nên bạn các bạn yên tâm là đến đây mua ăn là không bị ngứa miệng đâu. Đây là khoai lang các bạn. Khoai lang nè các bạn. Đó. Khoai lang. Còn cái củ này củ gì mình quên mất. Cô củ này củ gì cô? Củ đó củ từ. Củ từ. À, khoai từ các bạn nha. Đây củ khoai từ. Đó. Củ khoai từ này là cô luộc chắc cũng không bị ngứa đâu. Đó. Ở đây tại vì cô có bí quyết rồi. Tại thường này mình mua về tôi luộc lấy xong thì chứ tôi không có mua cũng không chín. Dạ. Đây qua đây coi chú chiên nè các bạn. Cô chiên cái nào nấy ú nu à. Cô làm có mình mỏ cô? Dạ có mình một ha. Chứ ông bệnh nằm. À vậy là có hai ông bà thôi hả? Có hai ông bà. Dạ. Ông bị bệnh gì á cô chú bà? Ông hồi trước ông bị mổ xương sống á. Dạ. Dạ, vậy là chỉ ở nhà rồi có phụ cô được không? Không có phụ gì hết. Dạ, chỉ là con bữa đem vô cho ông ăn. À dạ, vậy là cháu giờ cũng cực quá ha. Cô bán từ lúc 1 giờ trưa đến tầm mấy giờ chiều nghỉ? Để bán hết một khách rồi mình về. À bán hết nghỉ phải không? À. Dạ. Là coi như ngày nào cô cũng ở đây thôi chứ có di chuyển đâu không? Không có di chuyển đâu. Dạ. Tại cái đầu gối nó đau quá. À là mình đẩy xe đi đâu có nổi hả cô? Đẩy đi. Dạ. Nhà cô gần đây không là? Đây nè. Ở dưới cái hẻm dưới đó. À cũng gần cũng đỡ ha cô ha, đẩy từ trong nó ra xíu nó cũng đỡ. À, mình ra chỗ này nó thoáng thoáng dễ bán hơn ha. Đó các bạn, nói chung là hoàn cảnh của cô cũng nói chung là cũng khó khăn lắm. Cô phải một mình cô làm rồi để chăm sóc cho ổng nữa. Đó. À vậy hả cô? Dạ. Đó. Người ta ở xa xa ta thấy hình ảnh của cô người ta cũng lên đây hỏi thăm ta mua ủng hộ này nọ ha. Con cũng đọc được bài báo trên mạng, con thấy cô bán, cô ghé qua
ủng hộ cô với lại quay phim để chia sẻ cho nhiều người nó biết đến rồi đó. Nhưng mà chia sẻ chứ đừng có nói gì. Dạ đúng rồi, mình hình ảnh này là nó hình ảnh đẹp mà. Dạ dạ mấy đứa cháu nó đầy đó, dạ 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 lên mạng đó. Dạ nó la ung sùm. Mình quay mình chia sẻ là coi như là giúp cho cô thôi, để cô biết nhiều người đến mua ủng hộ á. Dạ chứ mình không có nói gì tùm lum. Dạ nói chung là những cái này là công việc, là mình làm công việc tốt mà con, nên mình không có sợ gì hết. Dạ chú làm công việc tốt thì dạ. Quý hơn. Dạ không, ý con nói là cô á, cô là đang làm những công việc rất là bình thường, là tốt, không có gì hết, nên mình không sợ. Lên bài báo kia rồi. Dạ con cháu thì nó thấy nó rầy. Dạ bà nội mua bò làm kỳ quá. Dạ lên báo được chi vậy, báo chí được chi vậy. À lúc trước có người đưa cô lên báo này nọ vậy. Dạ con này con cũng chỉ đọc được trên Facebook thôi. Facebook là bé kia nó chia sẻ, nó là ở đây có cái cô này cũng lớn tuổi rồi, bán chuối chiên đó, thấy cũng hoàn cảnh cũng cực đó, nên ghé qua ủng hộ cô đó các bạn. Nói chung là mình nên ủng hộ cho cô nha. Ủng hộ được thì tôi còn dạ. Quý chứ không dạ đúng sao? Rồi dạ, chỉ cần ủng hộ mua một hai cái bánh giùm cho cô thôi. Dạ lát cô cho con 4 cái nha. Bây giờ chú ăn thử 1 cái. Dạ ăn thử 1 cái luôn tại chỗ luôn. À, con ăn là ăn thử tại chỗ luôn. Nói chung là các bạn chỉ cần giúp đỡ cho cô bằng cách là các bạn ghé qua mua ủng hộ cho cô này nọ cũng được rồi. Chúng ta cũng không cần phải PE gùm gan lên ha. Đó, nói chung là vậy. Dạ. Dạ. Dạ dạ cho con cái. Còn đang nóng luôn các bạn. Con nóng. Đó, đang nóng luôn các bạn. Mua 2 miếng chiên, 2 miếng ăn cô. Dạ với 10.000. Khoai lang bà bán nhiêu, bán sao vậy? Bây giờ anh bán 6.000. Rất là ngọt luôn các bạn ơi. Đây. Mình ăn rất là ngọt luôn các bạn. Chuối của cô chiên là chuối chín mùi luôn các bạn ơi. Đó. Chuối cô chiên là chín mùi lên nên rất là ngọt luôn nè, chứ không phải là lấy chuối sồn sồn á, nó không có ngọt. Đây. Chuối này chín mùi luôn. Rất là ngon. Mình bảo đảm các bạn là chuối của cô chiên rất là ngon nha, rất là mềm và thứ hai là ngọt nữa. Biết chào bà luôn thấy chưa? Dạ dạ rất là ngọt, rất là ngon các bạn nha. Đó, tại vì cô sử dụng cái chuối đây là chuối mềm, nó chuối chín mùi luôn cô chiên nên nó rất là ngọt. Mình ăn một cái đầu tiên mình chưa thấy ngán, thường mình ăn cái là ngán rồi đó, mình ăn cái đầu tiên mình chẳng thấy ngán chút nào đó. Trong hẻm này nói chung là người ta đi ra vô cũng đông đúc lắm mà. Đúng rồi. Dạ học sinh nó về là nó mua nhiều nhất. Dạ. Ở nó mua nó ăn mình nấu đâu, nó mua về cho bà bố, cho mẹ, cho bà. Dạ đúng rồi. Dạ nó thấy bà cũng lớn tuổi nó ủng hộ này nọ đó. Ủng hộ cho. Dạ. Thì con mới thấy hình ảnh cô đẹp như vậy con mới qua con quay chia sẻ. Ngon quá cô ơi. Dạ. Muốn lụm cho để lụm cho. Dạ cho con cái nữa, cho con thêm cái nữa ăn luôn. Dạ nè con bọc này ngon lắm, đây con cầm ăn luôn, đây thêm cái nữa các bạn nha. Cái này là cô vừa mới vớt ra luôn, là nóng hổi luôn. Đây là nóng hổi, vừa thổi vừa hỏi vừa ăn. Vừa thổi vừa hỏi vừa ăn luôn. Cái bột mình chiên là bột gì vậy cô? Bột gạo với lại bột chiên giòn nè. Dạ. Cho con một miếng chuối. Một miếng ăn con. Dạ. Rồi chào mày chút đi.
đổ bỏ đi. Đó, bà bán ngon cho nên người ta mua ủng hộ rất là đông các bạn nha. Đã đến ré mua liên tục nha. Nói chung là chúc cho cô bán mà đắt nữa. Để cô được về sớm sớm thiếu. Tôi bán chuối này cũng được qua Mỹ rồi. Dạ. Tôi mua cho đem qua Mỹ á. Trời ơi. Đem qua bển rồi sao, sao còn ăn được cô? Ăn được không? Ông đó ông mua vé máy bay sao có mấy tiếng một. À đi máy bay cấp tốc phải không? Dạ. Đem về nếu mà người ta đem về nó chiên sâu rồi ăn được phải không cô? Có chiên sâu rồi không? Thì nó mềm không? Không có mềm. Dạ. Ngon quá các bạn. Kè kè chú chiên nữa kè ngoài ơi. Mới ngàn rồi. 6.000 con. Một cái 6.000 các bạn ơi. Các bạn thấy cô rất là vui tính, rất là hiền không? Mình ăn cái thứ hai rồi thấy rất là ngon luôn đó, rất là ngọt. Hẻm 86 Thích Văn Đức nha các bạn. Chạy vô khoảng 30 mét là tới rồi. Ở đây cô cũng lớn tuổi rồi nên người ta ghé là mua ủng hộ cô, thứ nhất thứ hai là cũng là ngon nên ta mới mua thôi đó. Bình thường cô bán tầm mấy tiếng là thấy cô thấy nó quơi bớt cô? Mình bán tầm khoảng mấy tiếng là mình thấy nó quơi bớt. Bình một ngày á cũng như cô bán tầm mấy tiếng đồng hồ là cảm thấy nó gần hết. Bán có buổi chiều thôi. À dạ. Buổi sáng là ở nhà lo cho ông. Dạ. Ông rửa giặt giũ cho ông rồi. Dạ. Cho ông ăn. Dạ. Chứ không có bán được cả ngày luôn. Tôi vừa bán cả ngày nữa tôi hốt bệt á. Dạ. Vì là ông nhà không có không có được, không tận tự chăm sóc mình được luôn, phải là phải cô cái tắm rửa luôn phải không? Chỉ nằm một chỗ thôi phải không? Nằm một chỗ à. Dạ. Vậy là mình ở riêng con cháu là ở chung con cháu rồi cô? Ở có mình là hai ông bà thôi. À vậy là con cháu giờ nó có gia đình riêng hết, nó cũng ở gần gần đây cái gì? Thành ra tôi kệ nó, tôi ráng lo cho ông thôi. Dạ. Dạ đa số nói chung mình con cái rồi nó lập gia đình rồi, nó cũng phải lo cuộc sống của nó. Dạ. Mình thì cũng phải lo cuộc sống của mình nữa. Ai cũng vậy thôi các bạn ơi. Nói chung là mình còn trẻ thì mình cố gắng mình làm để dành dụm cho già cả sau này á. Chứ sau này con cái nó lớn lên nó cũng phải đi lập nghiệp phải không? Dạ đúng rồi, có thì nó còn hỗ trợ mình được hết. Ông ở nhà ông uống thuốc rồi thường xuyên luôn hả cô? Ông có uống thuốc nha. Dạ. Chẳng ông đi bác sĩ mà ông gì. Vậy là ông chịu bác sĩ. Đâu có bệnh gì đâu. À. Cơm thì tôi ăn ai chém. Cà phê thì uống mỗi ngày. Dạ. Nước là tôi uống đầy đủ thôi. Dạ. Nhiều lúc mình chịu khó mình uống thuốc thường xuyên thì nó đỡ thôi. Đó không chịu. Dạ. Tại có nhiều người họ bệnh hoạn này nọ không chịu uống thuốc á nên nó kéo dài thời gian. Còn mình chịu khó điều trị thì có thể nó hết sớm. Nó không ai hết sớm, có thể nó đỡ để mình cực đỡ cực hơn không cô? Đây, có người đến mua nữa rồi cô ơi. Hả? Gì cô? Giờ con cái nào cô cứ lấy đi tự nhiên. Đó các bạn thấy không, là cô bán đây cô rất là, thứ nhất là vui tính, thứ hai là cô rất là hiền. Đó. Và bán ngon nữa cho nên người ta ghé mua ủng hộ liên tục luôn các bạn thấy không? Nãy giờ mình đứng mình quay là có người đến mua liên tục đó. Đây có nến nữa nè, các bạn thấy không? Đó. Tí luôn, 10 tí luôn bạn. Sao em? Nói nha. Cô mua 10.000 khoai phải không? Ừ. Dạ, 10.000 khoai phải không? 10.000 khoai cho bánh chuối. Đây. Chuối xong. 10.000 khoai. Chờ chút nha, để chị giáo khoai cho chú này nó cháy rồi. Mà
bạn thấy là cô chiên vừa đủ bán rồi chứ nó không có để lâu. Chiên tới đâu rồi? Dạ chiên đâu là bán đó thôi chứ không để lâu nên nó không có nguội, các bạn ăn không có sợ mềm nha. Quay về chia sẻ lên Facebook cho nhiều người biết đến để ủng hộ cho bà bác. Bà bác bán ngon quá. Khoai rất là mềm các bạn nha, khoai mềm nè. Đó. Giờ mình ăn thử một củ khoai môn nha các bạn. Đó. Dạ. Hết chú chiên rồi thì nhảy qua khoai môn. Đó. Còn đây mà la hết đâu. Dạ. Ở vậy. Lâu lắm mà mình không ăn khoai môn các bạn nha, tại bình thường mình ăn vô mình bị ngứa mà cô nói không có bị ngứa nên quốc trại luôn. Đó. Đây. Dạ. Tại vì đó con ăn ở nhà hay bị ngứa này nọ con ngại nó. Ngứa là nấu nó chưa chết. Dạ đúng rồi. Với lại hình như là nó có bỏ chất gì vô đó khi mình luộc á. Mình bỏ cái gì vô đó nó sẽ không bị ngứa cô. Bỏ gì đâu, bỏ miếng muối chứ bỏ gì. Rồi đó, dạ đúng rồi con nhớ rồi đó. Đó nó có bỏ cái gì vô hay luộc không. Có nhiều người ta luộc không thì nó bị ngứa. Đó, đúng không? Không có ngứa đâu. Bỏ vô muối. Khoai cô nướng đó, cô luộc chín đều ngon. Cái bí quyết là bỏ miếng muối vô để luộc các bạn nó sẽ không bị ngứa đó. Cái chú luộc là chú gì vậy cô? Chú sáp phải không? Chú sáp. Ừ, chú sáp luộc. Dạ con ở quận 7. Dạ. Con cũng gần thành phố à. Mà ở xa. Hôm trước cái cậu đó cô lại đây mà cậu đi cái cây trắng. Dạ. Cậu cô lại đây nè, có cái ngay thì cậu cũng hỏi vậy đó, tôi cũng nói vậy thôi. Dạ dạ. Cũng nói vậy thôi đó. Nhưng mà cậu gì cô đăng bà báo lên cậu nói tôi kia nọ. Nói sao cô? Giàu có kia nọ. Không Việt Nam được, tôi nói tôi đâu có kể hầu đó là tôi nấu cơm cho hàng không Việt Nam, nấu cơm á. Dạ. Và tôi nói tôi á thì làm hàng không Việt Nam rồi đi bay đi đội đâu, nó không thường. Cái gì á? Mấy cái cháu mình chèn, mình chửi tôi quá trời. Nó la tôi điện thấy nổ luôn á. Mấy bạn này không biết sao lại nói vậy. Mình về mà phải chia sẻ sao cho nó gọi là quang minh xíu. Chia sẻ nhất là quang minh, thứ hai là giúp ích được cho cái người mà mình quay nữa. Dạ. Nói chung là cái công việc của mình là phải giúp ích cho người ta. Nếu mà vậy. Dạ, chứ mà đi quay mà mang lại cái hại cho người ta thì mình quay làm gì? Dạ. Con thì cô cứ yên tâm, con là cũng quay chân chính đó, con chia sẻ chủ yếu là vậy thôi, giúp đỡ cho những người giống có hoàn cảnh giống cô đó. Ăn gì cô? Dạ dạ. Bên chậu Yên Phương hả? Không. Em khác. Em khác. Nhiều lắm, nhiều nữa. Cảm ơn cô cậu nha. Dạ. Người ta thương mình á. Dạ. Chú bữa tôi mới hết giàu rồi. Dạ vậy là ngày nói chung là ngày xưa cô cũng khá giả hay là sao? Dạ. Rồi cái chú đó tôi ở đây tôi có phóng chú mình này nó cứ khác cho tôi mình giàu. Dạ. Mình giàu cái chiên nè. Dạ. Ủa sao có vậy? Dạ. Chú cho tôi tiền để khai mình giàu. Dạ. Là tặng cô phải không? À, dạ. Chú cho tôi khai mình giàu. Dạ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có khai bông thả như vậy á. Nhưng mà chú với tôi bà báo rồi chú nói. À. Cho 5 bình dầu. Trời ơi, nói thêm hả? Bình 5 ký. Ờ, mấy ông này mấy cái cháu tôi nó bưu la, nó bưu không có lan kia hơn gì. Có nhưng mà còn có ít con. Dạ, nó ít cho con. Phải lan còn như đây nè cô. Sao vậy? Phải lan cô bán còn có miếng này thôi. Phải môn đây. Phải môn hả? Ờ, phải môn á.
nấu ngon lắm chứ không phải nấu gì xa đâu. Cái mông này mà cô nấu có ngứa đâu, ngon lắm á, em mới ăn rồi. Thì bán con rồi 50.000 một ký. Không củ ăn gì mấy củ thì cũng cái căng nó ra giá căng lên mình trừ ra đó. Bán theo ký thì mình lấy mấy củ mình căng lên. Đúng rồi, dính dầu về năng nó vậy. Mình để riêng cho ngon. À, trong cho cô bán đắt đắt xíu cho cô về sớm. Về sớm lo cơm nước cho ông ở nhà ông ăn nữa. Phải bông từ 10 ngàn. Bà còn chuối với lại cũng phải lấy 10 ngàn đó đâu. Là 20. Đó. 20. Tất cả 20 nữa. Nói lát là cũ quên đó. 85 tuổi rồi. Dạ, ô ba. Không ai nuôi hả? Ai nuôi? Tự nuôi mình 20 ngàn kìa. Rồi đi 30 luôn. Đó, ổng là ở nhà là còn một ông ở nhà nữa. Đó. Còn ông à. Ông, dạ, ông nhà là bệnh dạ. Bà nuôi phường á cho trợ cấp cho dạ. Nó không cho, nó cứ nói cái con trai của ông giàu bà giàu lắm không có cho. Với cái con giàu không ai cho hả? Rồi có thiếu gì hả? Tôi làm đơn tôi thưa ra tôi xin đồng. Có thiếu gì hả? Đâu nó có thiếu cho để dành nó mốt con trả cho nó chứ có thiếu đâu. Trời ơi, con cái vậy mà để cho già chi tội lắm. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đa số ở những tuổi của cô là giờ người ta ở nhà ta hưởng thụ con cái nó nuôi rồi. Nhưng mà nói chung là mỗi người mỗi cảnh cô ơi. Gia đình ai nó cũng có một cái hoàn cảnh riêng. Dạ. Con trai của ổng nó giàu lắm. Nhà lầu nó 3-4 tầng. Ba bốn cái nhà Phú Mỹ Hưng một căn rồi ở dưới cầu Chi Ti hai căn dưới nữa. Dạ. Ủa dạ. Con của ổng ngươi là con riêng ổng hay là sao cô? Con riêng của ổng. À là cô là đời sau hả gì? Đời sau. Dạ. Đời sau nhưng mà cũng mới bị chú hả? Hồi mẹ nó đẻ ra là ổng còn nhỏ xíu à, quê quái thôi. À. Mà tôi nuôi ổng bây giờ ổng lớn không thành tài. Rồi không thành tài xong ổng không có giúp đỡ được mình hết. Dạ. Mình nói chung là tự người làm ba. Cái hồi đó chú về ông. Chú muốn cho cha mẹ chú hỏi thì chú cũng có hổ qua tiếc. Dạ. Mà hỏi tới nó cái này. Thôi không cho ông bà còn con còn cái đông. Rồi ơi. Để nó nuôi đi. Dạ. Thì cứ ai cũng phân bì vô đó thì đó, tính ra không ai nuôi luôn. Đó. À, ông này cũng phân bì nữa rồi, mấy có mấy ông anh kia ấy rồi, chăm sóc rồi. Còn mấy ông anh kia cũng nói phân bì rồi, có mấy anh em này nó coi rồi. Bắt đầu ai cũng phân bì qua lại hết. Dạ. Dạ. Cho bà đó hai bà có ba đứa con. Mỗi đứa nuôi mỗi tháng. Tới tháng mà 31 ngày á thì không ông rồi chịu nuôi hay thêm bả bỏ ra ngoài đường để cho chiếu cho cái gối cho ông dạ. Cho bả nằm đó tôi hỏi chú đi chi vậy dạ. 31 ngày thì mà nằm mà em mình không nuôi đi để anh ấy nuôi một ngày nó có dạ. Thấy không dạ. Làm chi mình thay phiên nhau à. Nhưng khi người lớn tuổi rồi thì nếu mà may mắn mình có được con cháu nó có hiếu thì mình cũng đỡ và mình được hưởng thì mình phải tự mình buông chải thôi. Ở cô chiên lại thêm lần thứ hai là cho nó dày lên hả gì? Nó dày đúng dạ. Cái bánh nó giòn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại con thấy cô chiên lần xong cái cô gấp ra xong cô để xuống cô chiên lần nữa à, là do cái vỏ nó dày. Dạ. Ít có người ta chịu ăn một lần lắm.
Dạ, nó mỏng quá cô ha. Nó mỏng với lại dạ. Nó mềm eo liền. Đúng rồi, mềm mau mềm nó vô gió. Thành ra cái bánh này họ chắc đi Mỹ đâu có đâu có bể cái đâu cái gì đâu. Dạ. Đúng rồi, mình ăn hai lớp gì nó mới dày nó mới giòn, mình ăn nó đã hơn. Còn mỏng quá ăn mềm nó thấy nó bụng quá. Dạ. Đó các bạn thấy, nói chung là khi mà ngồi nói đứng nói chuyện với cô lát thì cô cũng tâm sự này nọ đó. Đó các bạn thấy không, những cái hoàn cảnh này thì chúng ta nên giúp đỡ các bạn nha. Giúp đỡ được gì giúp đỡ thì chủ yếu là các bạn giúp đỡ là tinh thần thôi, là đến mua ủng hộ cô cứ người cái bánh hay cái bánh là được rồi, chứ không cần giúp đỡ về tiền bạc hay gì nhiều, nó công lắm bạn ơi. Đó người ta cũng không muốn gùm gà hay nổi tiếng gì như những người khác đâu, chủ yếu là các bạn qua ủng hộ mấy bánh chuối cho cô được rồi. Còn ai có lòng thành thì cao cả hơn thì có thể giúp đỡ cô. Dạ. Chú ở đâu quên tôi hỏi chú không nói. Dạ. Chú lại chú cho ông già hai lô sữa, bữa mà sữa bằng giấy đó. Dạ. Ông cho hai lô sữa. Nói vậy thì thôi thì giờ tôi cảm ơn thế cha ông. Ông mình không nằm chỗ đâu. Dạ. Chú vô chú nói thôi giờ con thấy bác biết bác nằm. Bác gái, bác đừng có để dưới lộ lượng mắt đi. Dạ. Cái ông, chú mới cho 5 triệu. Tôi cũng nhướng bán ngoài này vậy nè. Vô tới nhà cho luôn hả? Vô tới nhà, đến nhà. Dạ, dạ. Nhà bự quá. Dạ, chú nó cũng nhiệt tình lắm á, cũng giúp đỡ đó. Cái chú bán đây chú cũng quay nè. Dạ, không biết luôn, dạ không biết luôn, dạ. Ủa? Chớ quớ luôn à, không biết ai cho luôn. Tiền ở đâu mà ông có vậy? Ông nói vậy nè, có cái chú nhân viên đó thăm tôi, cho 5 triệu. Dạ. Đưa cho bà chủ thuốc rồi tôi uống. Thì ông muốn cái gì tôi mua chứ giờ ông cũng có tiền đó, cũng tại chứ mua cho ông được. Dạ. Có thì nó đỡ hơn cái bà, cho bà có ơn cho vậy. Dạ. Dạ, nói chung là người ta có lòng thành giúp đỡ mình đó cô, mình cứ nhận thôi. Dạ. Tôi nói ông vậy. Anh nghe. Đây. Bà đừng có không cứ ơn người ta nghe ta buồn. Thì nó họ đi rồi mất chứ đâu. Còn đi đâu mà họ buồn. Dạ. Dạ. Đấy mà ông cứ lưng nó hoài. Ông không cứ cho 5 triệu. Dạ, ông mừng đó. Dạ. Dạ. Ông mừng hoài vậy ông đưa 5 triệu cho một khóc. Cảm động, mừng mà cảm động nữa cô. Dạ. Tại vì nhiều lúc con cái mình nó còn không cho mình được vậy mà người ngoài là cho đó, ổng lại suy nghĩ vậy. Dạ. Tâm lý của người làm cha làm mẹ nó vậy. Nhiều lúc con cái không có quan tâm mình mà người ngoài họ lại cho mình đó, người ta cảm động thấy. Dạ, suy nghĩ hả cô? Để đánh đi, đánh là hướng vợ mình đó. À, kiểu như lấy tiền ở nhà cho bên chồng, cho bên cha mẹ rồi bắt đầu vợ nói này nọ ha. Dạ. Nói chung là mình làm dâu thì mình cũng phải hiểu cho gia đình bên chồng mình xíu. Giúp ít được chút phần nào thôi chứ người ta cũng đâu có ăn hết của mình đâu. Đâu có ăn hết dạ. Được đâu. Lâu lâu năm thở mày thì mới cho một lần chứ đâu phải người ta qua đang bám mình. Kiểu đó mà ở trong nhà nó thì thôi ai chịu nổi. Trời ơi, nói như mà tôi ở trong nhà hồi đó, ở trong quận 12 tôi á, có đất, có nhà trọ rồi nữa, đàng hoàng lắm, chứ không phải là tôi không có đâu. Dạ. Vậy là ngày xưa cô cũng nói chung là cũng đỡ phải không? À. Dạ, mà sau này sao mà mình vậy? Cái, nó mới nói vậy này, nó mới nói tôi, nó nói hai vợ chồng, anh mới thôi giờ. Ba má cho con mượn cái nhà nhỏ đó, với là cái nhà lớn nè ba má ở đó. Dạ. Yeah. Cho con bán vậy rồi con lấy tiền cho cháu nó qua bên Anh, bên Mỹ gì nữa nó học. Du học phải không? Dạ. Nó đi du học đó. Chú nó nói là ổng á thì nói ngay ông cũng chịu. Ổng với mình ở đâu quen đó rồi. Sao đây không má. Đem về đem ổng về cho ổng ở. Tôi tưởng là nó đem ổng về nó để mở nhà lớp nhà
rộng dài sợ. Dạ đúng rộng vườn cây sáu ra thầy ạ. Dạ. Cô mắt có cơm hả? Dạ. Dạ. Mổ thấy con rồi, còn con bây giờ nó cứ chảy nước mắt mà cũng chưa có tiền đi mổ. À bây giờ là vẫn còn phải không cô? Ừ. Còn, là, còn. Là cái triệu chứng nó sao? Triệu chứng nó cứ chảy nước mắt mình hoài hả cô? Nó chảy nước mắt hoài. Dạ. Vậy đó. Cái cơm đó nó có một cái hộp ở trong cái đầm trắng mình không cô? Nó dạ. Trắng đó trong. Cái đó hình như là ngày xưa mẹ con cũng có mà mình sử dụng cái cỏ gì vậy cô? Cái cỏ gì mình bẻ nó ra bắt đầu mình tha lên á, tha lên mắt á, tha lên cái cục đó từ từ nó tan đó cô. Biết cỏ đấy con vô anh cỏ gì rồi cái tôi nói thôi giờ tôi đi mổ một con dạ yeah. Về tôi thấy ông ngồi đi cái giường ấp quá trời luôn ông thấy tôi về đó ông nói bà ơi bà dẫn tôi về bị bà ở bà tôi nói thì ông nói bên này con nó nuôi ông mà không được về để chi trước bữa sau tôi dẫn ông về bên đây luôn dạ. Nó nuôi mình mà nó dằn lên dằn xuống kiểu đó mình ăn đâu có trôi hả cô dạ kiểu như mặt lớn mặt nhỏ đó không có vừa lòng á đó. Đó cô đó mọi người thấy là hoàn cảnh của cô cũng khó khăn lắm nói chung là con cái thì nói chung cũng không giúp đỡ gì được á nên các bạn có đi ngang qua Phú Nhuận thì ghé vô đường Thích Quảng Đức nha hẻm 86 đi vô hẻm 86 30 mét là thấy cô bán ở bên phía tay trái nha đó. Đó, ghé mình ủng hộ mua một cái hai cái ủng hộ cho cô để cô bán đắt hàng để cô về sớm còn lo cho ông ở nhà nữa đó. Nói chung là hôm nay thì mình quay video chia sẻ cái hình ảnh của cô đến với các bạn xem rồi các bạn muốn ủng hộ hoặc giúp đỡ gì đó thì tùy đến lòng của các bạn nha đó thì mình xin kết thúc video ở đây.